Audi trân trọng kính chào quý khách. Dũng Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể anh em trên mọi miền Tổ quốc. Và ngày hôm nay, như thường lệ, Dũng Audi sẽ lại lên sóng review trực tiếp, báo giá trực tiếp, cũng như giới thiệu đến toàn thể anh em những chiếc xe đang cùng có mặt tại chợ ô tô số 1 Hải Dương của chúng tôi. Trước mắt toàn thể anh chị đang là một chiếc xe Mazda CX-5 đời 2014, động cơ 2.0 AT, vô cùng mạnh mẽ. Xe một chủ sử dụng từ đầu, vô cùng giữ gìn. Hiện tại chiếc xe đang được ra bán tại Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương với giá bán 595 triệu đồng. Bây giờ đây, xin mời toàn thể anh em chúng ta sẽ cùng đi vào đến từng đường nét chi tiết, form dáng, tổng thành của chiếc xe Mazda CX-5 đời 2014, động cơ 2.0 AT. Đấy ạ. Tổng thành của xe đây ạ, trông vô cùng chắc chắn, còn rất mới và đẹp. Xe sản xuất năm 2014, một chủ sử dụng từ đầu, vô cùng giữ gìn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với từng đường nét cũng như chi tiết của chiếc xe Mazda CX-5 ngày hôm nay. Chiếc xe Mazda CX-5 của chúng ta, biển 37, được trang bị đèn bi xê lông siêu sáng. Đèn bi xê lông siêu sáng. Đèn LED trang trí. Hệ thống rửa đèn pha tự động. Ngoài ra xe cũng được trang bị 4 la răng đúc, 4 phanh ABS, vô cùng an toàn. Xi nhan tích hợp trên gương, viền mạ chrome, tay nắm cửa thông minh mạ chrome. Bên trong chiếc xe của chúng ta được trang bị hệ thống gương kính điện cụp điện tự động, ghế chỉnh điện 3 chế độ. Xe được trang bị bàn phím tích hợp trên vô lăng, có cruise control đi ga tự động, cảm biến áp suất lốp, táp ly táp lô màu đen, ghế da màu đen, chân nỉ có cửa sổ nóc. Bên trong chiếc xe của chúng ta cũng được trang bị hệ thống khởi động thông minh, đề lổ start stop, màn hình cảm ứng tích hợp camera lùi. Màn hình này thì chúng ta có thể lắp sim và biến nó thành một chiếc tab smart. Vâng, smart tab, đầy đủ tính năng và công nghệ, chỉ đường, bản đồ, định vị GPS, công nghệ và rất nhiều những tính năng tuyệt vời được tích hợp trên cái màn hình này. Bên trong xe cũng được trang bị điều hòa tự động, hộp số tự động zích zắc, khoang chứa đồ rộng rãi. Chiếc xe này của chúng ta được trang bị khá nhiều túi khí ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rất nhiều túi khí. 6 hay 7 túi khí rồi đó. 7 túi khí. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với từng đường nét và chi tiết. Đây là những chi tiết ở bên cánh lái này. Đài ốc còn nguyên zin. Đài ốc còn nguyên zin anh em nhá. Keo chỉ đi ạ. Keo chỉ còn nguyên. Xe cam kết không lỗi lầm, một chủ sử dụng từ đầu,
Loa Boss. Vâng. Đấy, loa Boss trước sau luôn. Âm thanh sống động. Đài ốc phía sau. Keo chỉ còn nguyên. Rất mới và đẹp. Cam kết không lỗi lầm. Đây ạ, phần phía sau của xe đây. Được trang bị camera lùi. Bên trong khoang chứa đồ rộng rãi. Lốp sơ cua. Phụ kiện theo xe. Gầm bệ chắc chắn. Đó. Rất rộng rãi. Phần đai ốc ở phía sau xe đây ạ. Phần keo chỉ, nắp cốp. Anh chị em cứ yên tâm khi đến với Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương. Mọi cam kết đều được ghi nhận. Lấy uy tín làm đầu. Có như thế nào nói như vậy. Anh chị em nhá. Keo chỉ còn nguyên, không mất đi đâu một phân chỉ nào cả. Biết bao nhiêu năm anh em ủng hộ cũng bởi vì cái sự uy tín và chất lượng. Đấy. Anh chị em thấy không ạ? Và đây, phần keo chỉ ở máng nước đấy ạ. Còn nguyên zin. Không mất đi đâu một đoạn keo, một phân chỉ nào hết nhá. Ốc còn nguyên zin. Rất đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần cánh ở ghế sau, bên phụ. Đấy, đài ốc còn nguyên. Keo chỉ còn nguyên. Em sẽ review đến từng chi tiết nhỏ tất cả các anh chị xem. Đấy. Với một chiếc xe chất lượng như thế này thì anh chị đừng lên bỏ qua. Mazda CX-5 2014. Một chủ sử dụng từ đâu? Đài ốc. Keo chỉ. Rất mới và đẹp. Cam kết không lỗi lầm. Và bây giờ thì em xin mời toàn thể anh em cùng đến với phần nắp capo cũng như là phần động cơ, phần máy của xe. Rồi ạ, chúng ta sẽ cùng đến với phần động cơ ạ. Tổng thể phần lắp capo của chúng ta thấy không ạ? Dọn rửa rất sạch sẽ. Đây là phần ốc. Phần ốc ở trên nắp capo còn nguyên zin. Keo chỉ trên nắp capo. Phần keo chỉ, phần ốc trên nắp capo này còn nguyên zin này. Đấy ạ. Đến với phần keo, phần ốc ở phần tai đây. Đó, phần tai xe, phần giảm sóc. Phần răng. Ở
móc đã còn nguyên zin, chưa cậy mở anh chị em nhá. Phần tai xe này, phần ụ giảm sóc này, đấy, phần càng sassy này, phần răng này, nó rất đẹp. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần động cơ, phần máy của chiếc xe Mazda CX-5. Đây ạ, máy móc được trang bị động cơ 2.0 AT. Còn nguyên bụi anh chị em nha. Ốc còn nguyên ạ, chưa cậy mở, nguyên zin. Anh chị em thấy không ạ? Phần gioăng phớt còn nguyên, không có hiện tượng da dầu chảy dầu. Ắc quy dây dở tất cả mọi cái đều rất là đẹp đẽ, còn nguyên bản, cam kết không lỗi lầm, quá tuyệt vời ạ. Và kính thưa toàn thể anh chị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với từng đường nét và chi tiết của chiếc Mazda CX-5 đời 2014, một chủ sử dụng từ đầu, cam kết không lỗi lầm. Chúng ta thấy được rằng chiếc xe của chúng ta còn rất mới và đẹp, được chủ nhân hết sức giữ gìn, được trang bị đầy đủ những tính năng vô cùng tuyệt vời. Anh chị muốn xem xe trực tiếp có thể xem xe tại địa chỉ Dũng Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương, lô 14.3, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Cũng có thể liên hệ trực tiếp qua hotline 0855 966 966, nhắn tin qua Zalo 0855 966 966 để được Dũng Audi tư vấn trực tiếp, gửi hình ảnh cũng như những video review trực tiếp về những chiếc xe mà anh chị mong muốn. Những ai chưa đăng ký kênh, vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mỗi khi Dũng Audi lên sóng báo giá trực tiếp cũng như review những chiếc xe mà anh chị mong muốn. Trong khung giờ hàng ngày, buổi trưa từ 10:30 cho tới 12:00, buổi tối từ 20:00 cho tới 21:00, Dũng Audi sẽ lên sóng trực tiếp để báo giá những đầu xe có mặt tại chợ ô tô số 1 Hải Dương. Xin được cảm ơn toàn thể anh em trên mọi miền Tổ quốc đã cùng đồng hành và ủng hộ với Dũng Audi trong thời gian vừa qua. Video ngày hôm nay xin phép được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em trong những video tiếp theo. Dũng Audi trân trọng kính chào quý khách.